Xin chào mừng các bạn đến với kênh câu lạc bộ nghệ thuật mặt trời đỏ khiêu vũ thể thao. Mình là cô giáo Thùy Dương. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn vũ điệu thể thao Zumba 12 bước. Rồi xin mời tất cả chúng ta đi vào buổi tập của ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta có tư thế chuẩn bị, vai mở, lưng thẳng. Chúng ta sẽ tập động tác chân, hai tay chắp vào hông, thực hiện động tác chân của 12 câu cơ bản chuẩn bị bắt đầu. Quét chân, lùi, 2, 3, 4, 1, 1 là đổ toàn bộ trọng tâm lên trên, tiến thẳng, 2, 3, quét chân, 4, 2, chúng ta quét chân này, 2, 3, 4, 3, quét chân vòng cung đi lên, 2, 3, 4, 4, chúng ta đổ trọng tâm, chú ý trọng tâm, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nhẹ chân hơn một chút nữa. Chúng ta khi đã hiểu được cái vòng cung của chân rồi thì chúng ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn một chút. Thì thực hiện là 5, 6, 7 chuẩn bị bắt đầu. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 2. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 7 là mở lùi. 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 8. 9 chúng ta quay nửa vòng. 2, 3, 4, 9. 2, 3, 4, 10. Lùi chân ở bước 11. 2, 3, 4, 11. 2, 3, 4, 12 là đảo hướng sang hướng 2. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ tập lại. 5, 6, 7 chuẩn bị. 2, 3, 4, 1 chụp dọc. 2, 3, 4, 2 chụp ngang. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 4 mở tiến. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6 mở lùi. 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 8. Quay nửa vòng. 2, 3, 4, 9. 2, 3, 4, 10. Lùi. 2, 3, 4, 11. 2, 3, 4, 12. Thì chúng ta đảo hướng. Rồi sau đây xin mời các bạn kết hợp với tay. 5, 6, 7 chuẩn bị. Hai tay mở rộng, lòng bàn tay nâng lên, mở thẳng, lòng bàn tay hướng song song với mặt đất. Bước người, chân thẳng, chuẩn bị bắt đầu. 2, 3, 4, 1 chụp dọc. 2, 3, 4, 2 chụp ngang. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 4 mở. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6 lùi. 2, chú ý là tay của chúng ta buông đẹp. 3, 4, 6. Vươn người và lùi chân. Nhớ là tay của chúng ta vươn này. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thực hiện lại các động tác vừa rồi nhé. 5, 6, 7 chuẩn bị bắt đầu. 2, 3, 4, 1. 2,
trong ra ngoài. Được chưa? Hút từ trong ra ngoài. Đó, hay đủ trọng tâm 9. 2 3 4 9 2 3 4 10. Khó nhất nhất ở nhịp 11. Chúng ta ngồi chân này. 2 thì tay nó xuống 2 3 4 10 1. 2 3 4 10 2. Thẳng tay lùi chân xuống. Sau đó chân phải với chân trái lên thì tay chúng ta cũng đưa lên. Khi chúng ta tập thật là kỹ ở cái động tác 11 đấy nhé. Khi mà chân phải của chúng ta lùi thì đồng thời tay phải của chúng ta cũng ra. Và tay chân trái của chúng ta bước lên thì đồng thời tay trái của chúng ta cũng ra. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta tập cổ tay này. Phải thu về, áp vào tay đi nhé. Áp tay này. Trái thu về, áp vào phần eo. Đấy, áp vào phần eo. Đi lên, áp vào phần eo. Đấy. 2, 3, 4, 10, 1. 2, 3, 4, 10, 2. Là chúng ta đã chuyển hướng rồi. Chúng ta tập từ câu 9 sang đến 11, 12. 2, 3. 2, 3, 4, 9. 2, 3, 4, 10. 2, 3, 4, 10, 1. 2, 3, 4, 10, 2. Chúng ta mở tay, xin nhạc. Rồi sau đây xin mời các bạn cùng đi cấp nhạc để mô phỏng cái rumba 12 câu cơ bản nhé.